Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry khám phá. Nếu các bạn thuộc vào thế hệ 8X, 9X, chắc chắn là sẽ biết tới bộ phim Chạy Án nổi tiếng một thời. Trong bộ phim này, có đề cập tới một nhóm tội phạm có tên là Băng 14K, với nhân vật Tony Nguyễn hoạt động tại Việt Nam. Thế nhưng, có thể các bạn chưa biết rằng, đây là một tổ chức tội phạm có thật ở ngoài đời, và là một trong những thế lực mafia khét tiếng trên thế giới. Hãy cùng tìm hiểu về tổ chức này qua video ngày hôm nay nhé! Đứa con của Quốc dân đảng. Quay trở lại với nửa sau của những năm 1940 của thế kỷ 20, cuộc nội chiến quốc cộng nổ ra với đủ mọi kịch bản khó đoán cho hai phía trong thời gian đầu. Trong cuộc chiến chống Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm đa dạng hóa chiến thuật, lãnh đạo Quốc dân đảng Tưởng Giới Thạch đã ra lệnh cho cấp dưới thành lập một liên đoàn các băng nhóm xã hội đen, sử dụng các chiến thuật du kích để đối phó và tấn công lại phe Cộng sản. Từ mệnh lệnh này, 14K được thành lập vào năm 1945 tại Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông. Ban đầu, hội này có tên là Hội Hồng Môn Trung Nghĩa, do một tướng quân có tên là Cát Triệu Hoàng lập ra. Vì ban đầu, Hội Hồng Môn được Quốc dân đảng hậu thuẫn, nên khi đảng phái này suy yếu, họ buộc phải tháo chạy sang Hồng Kông và đổi tên thành Băng 14K. Do là đứa con của Quốc dân đảng, nên băng nhóm này được trang bị và đào tạo bài bản. Điều này đã vô tình tạo cơ sở vững chắc cho việc 14K chuyển mình leo lên vị trí đỉnh cao trong giới tội phạm Hồng Kông và thiết lập vị thế của mình suốt hai thập kỷ sau đó. Hồng Kông đầu thế kỷ 20 là nơi tập trung rất nhiều băng nhóm, bang hội. Do đó, vào những năm 50, 14K vẫn chỉ là kẻ chân ướt chân ráo nơi đất khách quê người, chưa có nhiều tiếng tăm. Thế nhưng, giống như ý trời sắp đặt, lúc này Hồng Kông đang xảy ra mâu thuẫn giữa hai băng đảng máu mặt lúc bấy giờ là băng đảng Thanh và băng nhóm Chữ Hòa đấu đá để xóa sổ nhau. 14K đã chớp thời cơ trỗi dậy, đúng là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng. 14K đã ra quân và chiêu mộ những tàng dư của hai băng nhóm trên, đồng thời chiếm lĩnh luôn địa bàn làm ăn. Danh tiếng của 14K đã nhanh chóng được khuếch trương nhờ tham gia vào cuộc bạo động Cửu Long. Từ đó, cho tới những năm 60, số thành viên của băng đảng này đã lên khoảng 80.000 người. Chưa dừng lại đó, 14K tiếp tục vươn vào bạch tuộc ra khắp Đông Nam Á, Đông Á và cả châu Mỹ để mở rộng tầm ảnh hưởng. Băng 14K đã nhanh chóng trở thành tổ chức tội phạm quốc tế, kiếm tiền chủ yếu từ một loạt các hoạt động phạm pháp như buôn bán chất cấm, buôn người, bảo kê mại dâm, rửa tiền, đánh bạc, v.v. Từ một bang hội nhỏ, qua thời gian, 14K đã trở thành một tổ chức tội phạm hoạt động theo hình thức phân chia thành các băng nhóm nhỏ hơn, hoạt động theo kiểu bạch tuộc giống mafia Nga. Ngoài các nhóm Chữ Tín, Hiếu Tử, Đức, v.v. thì băng 14K còn nổi danh với các nhóm sát thủ nữ xinh đẹp có tên khá mỹ miều 12K Kim Thoa, chuyên thực hiện các nhiệm vụ tương đương với một đội biệt động tinh nhuệ chuyên dùng để ám sát những thủ lĩnh đối lập. Tất cả điều này có được là nhờ một vị thủ lĩnh đại tài có tên là Doãn Quốc Câu. Ông sinh năm 1955 và lớn lên ở khu ổ chuột Ma Cao. Họ Doãn có tuổi thơ nghèo khó và phải bươn trải kiếm sống trên khắp con phố từ khi còn rất nhỏ. Ma Cao khi đó vẫn là thuộc địa của Bồ Đào Nha, chưa được trao trả cho Trung Quốc. Họ Doãn đã gia nhập một số băng nhóm thanh niên đường phố và mang trên mình những vết sẹo trong những cuộc chiến giành giật địa bàn. Ông trùm tương lai của băng 14K từng bị trúng đạn 2 lần và bị thương rất nặng do bị đối phương chém bằng dao chặt xương. Trong một vụ ẩu đả lớn, Doãn Quốc Câu đã mất 9 chiếc răng và có biệt hiệu là răng sứt. Sống sót qua những trận ác chiến, thứ bậc giang hồ của Doãn Quốc Câu dần cao lên và cuối cùng là trở thành một trong những ông trùm của băng 14K, kiểm soát phần lớn các sòng bạc ở Macau. Bằng sự chỉ huy tài tình cũng như bản lĩnh và sự máu lạnh trong việc ra quyết định cũng như hành động, băng 14K không khác nào hổ mọc thêm cánh. Với số thành viên khổng lồ và vẫn đang tiếp tục tăng, cho tới nay, băng 14K không chỉ hoạt động ở Hồng Kông. Tổ chức này xuất hiện và thậm chí là có quan hệ mật thiết với nhiều băng đảng khác trên thế giới. Tại Nhật Bản, 14K liên quan tới băng Yakuza Yamaguchi Gumi. Bên cạnh đó, một loạt các băng đảng khác như Trúc Liên, Tứ Hải của Đài Loan, Hoa Thanh của Mỹ, Đảng Hội Tư ở Đông Nam Á đều bị phát hiện là có dính líu tới tổ chức 14K. So với các băng tam hoàng khác, thì 14K là một trong những băng nhóm lớn nhất và bạo lực nhất ở Hồng Kông và Macau. Tuy nhiên, có vẻ như các thành viên của chúng liên kết với nhau lỏng lẻo hơn so với những băng đảng khác. Bạo lực phe phái trong nội bộ 14K trên thực tế thường mất kiểm soát bởi không một thủ lĩnh nào đủ khả năng quy tụ và cầm đầu toàn bộ các phe phái của 14K trên toàn thế giới.
trong khi băng 14K Hồng Kông chi phối các địa bàn làm ăn truyền thống và mở rộng ra ngoài thuộc địa cũ của Anh. Chúng cũng duy trì và mở rộng hoạt động ở đại lục giống như các băng đảng xã hội đen khác để tránh các chiến dịch truy quét tội phạm của cảnh sát Hồng Kông. Trong đầu những năm 1990, 14K đã từng được mệnh danh là băng tam hoàng lớn nhất thế giới. 14K hoạt động chủ yếu dựa vào nguồn tiền từ việc buôn bán chất cấm. Băng đảng này khiến giới chức nhiều quốc gia phải đau đầu bởi tầm hoạt động rộng và quy mô lớn trên thế giới. Bên cạnh đó, các thành viên của băng 14K cũng tham gia vào nhiều hoạt động phi pháp như tổ chức cờ bạc bất hợp pháp, rửa tiền, ám sát, buôn lậu vũ khí, mại dâm, buôn người, tống tiền, làm hàng giả và cả cướp bóc. Tháng 8 năm 2008, băng 14K bị cho đã tham gia vào vụ bắt cóc một gia đình người Trung Quốc ở New Zealand. Kế hoạch của chúng là đòi tiền chuộc, nhưng chúng đã bị phát hiện trước khi tiền được chuyển tới tay. Hồi năm 2014, giới chức Hồng Kông cho biết băng 14K cũng đã cấu kết với Sinaloa, một trong những băng nhóm buôn bán chất cấm lớn nhất khu vực Mỹ Latin và cũng là một trong những băng đảng tội phạm lớn nhất thế giới để cung cấp chất cấm cho thị trường toàn cầu. Trong mối quan hệ làm ăn này, theo giới chức của Mexico, 14K và nhóm đối thủ Tân Nghĩa An là hai băng nhóm tội phạm thường tìm cách lợi dụng các kẽ hở trong thực thi pháp luật ở Trung Quốc để tuồn các loại tiền chất hóa học sang Mexico. Tại đây, tiền chất hóa học sẽ được Sinaloa chế biến thành heroin. Chỉ trong vòng 6 tuần của năm 2012, lực lượng an ninh của Mexico đã thu giữ khoảng 900 tấn nguyên liệu điều chế chất cấm được cho là có nguồn gốc từ Trung Quốc do các nhóm tội phạm đưa sang. Phía Mexico cũng đã thông báo về sự gia tăng liên minh giữa các băng nhóm thuộc hội Tam Hoàng khét tiếng của Trung Quốc với các nhóm tội phạm ở nước này. Các nhóm Tam Hoàng đang kiếm được rất nhiều tiền từ việc bán các tiền chất cấm cho các băng nhóm ở Mexico. Chúng cũng thu lời từ việc buôn người tới Mỹ thông qua các băng nhóm ở Mỹ Latin. Thế nhưng, sự đáng sợ của băng 14K không đến từ những hoạt động bất hợp pháp, vì nếu xét theo các lĩnh vực đó thì nó cũng chỉ tương đương với các băng đảng bình thường. Sự đáng sợ của 14K đến từ việc nó giống như một con bạch tuộc vậy. Dù có bị chặt làm nhiều khúc thì nó vẫn có hoạt động bình thường. Thậm chí nó còn đáng sợ hơn cả mafia của Nga. Khi ở Nga, sau hai cái chết bí ẩn của hai bố già Ivankov và Usoyan, mafia Nga về cơ bản đã bị cảnh sát Nga săn đuổi và phải trốn chui trốn lùi như chuột cống. Không còn một thủ lĩnh đáng tin cậy nào đủ sức để thống lĩnh tất cả. Thế nhưng mà 14K thì lại khác hoàn toàn. Nó như một con quái vật Hydra trong truyền thuyết vậy. Khi một chiếc đầu bị chặt xuống, lập tức hai chiếc khác sẽ mọc lên. Hydra Mafia. Vào thời kỳ đỉnh cao những năm 1980, băng 14K dưới sự chỉ huy của người thủ lĩnh đáng kính có tên Doãn Quốc Câu, còn có biệt danh là Câu Răng Gãy. Bằng bản lĩnh và sự quyết đoán cũng như bộ óc kinh doanh thiên tài, Doãn Quốc Câu gần như đã độc chiếm thị trường casino của Macau và Hồng Kông. Nếu bạn nghĩ rằng Mafia Internet của Việt Nam đưa bộ môn giảng đạo lý giang hồ thành một bộ môn nghệ thuật thì hãy quên nó đi, vì Doãn Quốc Câu mới là cha đẻ của bộ môn này, khi ông ta còn cho quay hẳn cả một bộ phim về cuộc đời của mình có tên là Casino. Thế nhưng mọi thứ đều chỉ có thời, đến cả chùm chất cấm khuynh đảo cả thế giới gây ra nỗi lo cho các siêu cường như Khun Sa thì cũng chỉ ngự trị được khoảng 35 trên đỉnh cao, thì Doãn Quốc Câu đã là cái gì? Năm 1997, băng nhóm 14K của Doãn Quốc Câu cầm đầu cùng với tổ chức Thủy Phong ở Macau đã xảy ra cuộc hỗn chiến kinh hoàng, khiến 14 người chết và nhiều người bị thương. Thất bại, ông trùm của tổ chức Thủy Phong đã phải chạy sang nước ngoài. Sau cuộc thanh trừng đẫm máu, băng nhóm 14K của Doãn Quốc Câu đã ngày càng trở nên kiêu ngạo và dần mất kiểm soát. Thậm chí còn vi phạm quy tắc của xã hội đen là không tấn công dân thường vô cớ. Năm 1998, thành viên của 14K đã tiếp tục gây ra một vụ xả súng tại tiệm cà phê ngoài trời, khiến một du khách người Bồ Đào Nha thiệt mạng. Những vụ bạo lực liên tiếp khiến cảnh sát Bồ Đào Nha, mà khi đó Macau vẫn là thuộc địa của Bồ Đào Nha, buộc phải vào cuộc toàn lực để áp chế băng đảng này. Tháng 5 sau đó, băng 14K đã lên kế hoạch đánh bom tiêu diệt thanh tra của chính quyền Bồ Đào Nha ở Macau. May mắn là chó nghiệp vụ đánh hơi được bom trước khi vị thanh tra này lên xe. Ngay tối hôm đó, cảnh sát đột kích vào khách sạn nơi họ Doãn cùng đàn em đang dùng bữa tối. Thế nhưng, thay vì sợ hãi, Doãn Quốc Câu lại có một bộ mặt bình thản và lạnh lùng tới mức đáng sợ. Dường như tất cả đều nằm trong tính toán của ông ta. Với kết quả thì đúng là như vậy. Các cuộc điều tra của cảnh sát, phiên tòa xét xử Doãn Quốc Câu đã kéo dài và diễn ra vô cùng phức tạp. Nhiều nhân chứng ban đầu đứng ra cáo buộc tội trạng của Doãn, nhưng tới phiên tòa
thì lại đột ngột mất trí nhớ. Tuy nhiên, Doãn Quốc Cầu là người mà cảnh sát không thể thả ra ngoài. Tháng 11 năm 1999, Doãn Quốc Cầu bị tòa kết án 15 năm tù về tội tổ chức đánh bạc bất hợp pháp, cho vay nặng lãi và cố ý gây thương tích. Đến năm 2012, Doãn được trả tự do nhưng ta quyết định là rửa tay các kiếm. Vào ngày 9 tháng 12 năm 2020, Bộ Tài chính Mỹ đã ra lệnh trừng phạt cáo buộc Doãn Quốc Cầu biển hiệu giáng sức cùng 34 ca là lợi dụng Tổ chức Hiệp hội Văn hóa và Lịch sử Hồng Môn Thế giới như một công cụ để tẩy trắng bản thân. Tập đoàn Tông Mây tại Hồng Kông do Doãn làm chủ cũng bị Mỹ trừng phạt. Theo lệnh trừng phạt ở Mỹ thì bất kỳ tài sản nào của Doãn ở Mỹ đều sẽ bị phong tỏa. Công dân Mỹ bị cấm làm ăn với ông chủ khét tiếng này. Sau khi bị trấn áp mạnh ở Macau, 14K đã mở rộng hoạt động ở các thành phố khu vực Bắc Mỹ như Los Angeles, San Francisco và Chicago của Mỹ, Vancouver, Calgary và Toronto của Canada hay Sydney của Australia. Nhưng đồng thời thì cũng lui vào hoạt động bí mật hơn. Trong thời gian này, hoạt động cho vay nặng lãi và rửa tiền tiếp tục là những nguồn thu chính của băng nhóm này ở Mỹ. Dù là một băng đảng hùng mạnh, thế nhưng 14K lại không phải là một tổ chức thống nhất mà là sự kết hợp lỏng lẻo giữa nhiều tổ chức con. 14K được chia thành 36 tổ chức con và mỗi tổ chức được dùng một chữ để đặt tên. Sau khi Doãn Quốc Cầu bị bắt, tình trạng bạo lực, thanh trừng nội bộ của các tổ chức con diễn ra ngày một khốc liệt. Nguyên nhân là bởi không có những người đứng đầu có khả năng kiểm soát tất cả các chi nhánh trên thế giới. Những nhóm này thì vẫn còn hoạt động nổi bật, có thể kể đến như nhóm chữ tín, nhóm hiếu tử, nhóm chữ đức, nhóm chữ nghị, nhóm chữ kiện, vân vân. Thế nhưng, những năm tháng hỗn loạn đó cũng không kéo dài quá lâu. Vì Hiệ nói đây là một con Hydra, do không còn một vị thủ lĩnh đáng kính nào có đủ bản lĩnh để lãnh đạo tất cả. Thế nên, do những yếu tố tác động bên ngoài như sự nổi lên thống trị của Tân Nghĩa An, các thủ lĩnh của 36 nhóm nhỏ đã quyết định là phải đình chiến và hợp tác để lo giữ địa bàn và mối làm ăn cho mình. Họ đã quyết định chuyển sang hội đồng quản trị, bao gồm một thủ lĩnh của 36 tổ chức con, họp hội đồng và đưa ra quyết định cho tổ chức. Điều này lại càng làm cho việc tiêu diệt được 14K gần như là bất khả thi, vì khi tiêu diệt là phải tiêu diệt đồng thời 36 vị thủ lĩnh cùng một lúc. Dù hiện nay không còn là thế lực hắc bang số 1, nhưng 14K thì vẫn được các nhà hành pháp đánh giá là khó đối phó, bởi có nhiều tổ chức nhỏ và quy mô hoạt động ở nhiều nơi. Mỗi khi tiêu diệt một tổ chức này thì chúng lại có thể tái thiết lập hoạt động ở một tổ chức khác. Trên đây là video về băng đảng 14K. Vậy thì sau sự suy thoái của họ, ai sẽ là kẻ tiếp theo nắm ngôi đầu băng đảng mafia Hồng Kông? Hãy cùng đón chờ trong những video tiếp theo nhé!